Cái trang này thì chuẩn bị lập, chưa có xong. Là mình có AutoCAD việt.com. Bữa sau thì mấy em sẽ vô được trang này. Còn bây giờ thì thông tin á, thì mấy em sẽ vô cái blog này ha. Cái blog như sau. Đây là cái blog cái Facebook chưa quên. Đây là cái Facebook của học ha. Cái địa chỉ nó gồm là facebook.com group đại học vn.com. Vô lúc này thì ví dụ vô này địa chỉ này á là đây ha, facebook.com group đại học vn.com đó. Rồi vô này thì chúng ta sẽ thấy cái lớp mình đang học. Các em có thể là học cuối buổi mà khi nộp bài tập á, mấy em gửi mail cho thầy và đăng một cái hình lên đây thông báo. Ví dụ như bạn này, mấy bạn này thông báo như sau đây đó, là vô đây là cái mình là tên lớp, tuần thứ ba thì mình gọi là buổi thứ ba cũng được, nộp bài vào ngày chủ nhật, và cái tên bản vẽ là mặt bằng thấy tầng trệt. Rồi sau đó là cái tên của em nộp bài ha, thì nộp bài gửi mail và đăng hình lên, chụp hình đăng lên đây đó. Tiếp tục như sau. Còn cái phương pháp học online vô lớp là như thế nào, là đây mình có một tiếp tục là mình có một cái tiếp tục mình có một cái blog để ghi thông tin này. Blog này có tên như sau là dạy học vn blogspot.com. Ta gõ trình duyệt, ta không cần thiết cái này cũng được, không sao hết, không cần cái này luôn, gõ vô copy cái này trình duyệt coi, copy ta bỏ lên trình duyệt, bát vô enter thì đó, nó chạy ra cái này thì thông tin khóa học này nó cũng nằm trên này luôn đó. Ví dụ như khóa học miễn phí đây, phần mềm đây, online đây, phần mềm thì mấy em download phần mềm, ví dụ nhắc vào đây thì nó có phần mềm. Phần mềm không cần mở, xem được các file DFX. Là cái phần mềm này này, mấy em sẽ cài vô để coi bài tập. Đây, download tại đây ha. Rồi bữa sau em cài cái này để coi bài tập. Tiếp tục như sau. Rồi cái cách học online ha. Cái cách học online thì đầu tiên á là mấy em đăng nhập vô cái Skype 21, đăng nhập Skype là cái này nè, thấy biểu tượng Skype không? Khi chạy biểu tượng này thì chúng ta sẽ có vào cái lớp học. Và lớp học mình á thì khi nào thầy đến lớp thì thầy sẽ gửi em một cái link, mấy em nhìn này, Free John Mitchell, click here. Là khi vô lớp thì kích vào cái link này đây ha, copy cái này cho mấy em coi, đó là một cái link rồi đó, đăng nhập vào Skype ha. Rồi vào nhóm lớp mình đang học thì có cái câu này, free click on link, click vào đây. Ở đây mỗi ngày thì cái link này nó khác nhau, cho nên là click vào, bấm vào, bấm vào đây nó sẽ hiện lên một cái trang web. Chờ một tí, nó sẽ hiện lên một cái nút. Đây, nó nói như này, yêu cầu chạy ứng dụng ngoài, không làm gì cả, còn mình vô lớp thì mình cho nó chạy ha. Này chạy ứng dụng luôn, cho nó chạy. Rồi khi mình cho chạy á thì nó hiện cái gì kệ, nó không cần thiết ha, nó đang chạy. Rồi em nhìn này, thế là nó chạy xong. Chạy xong thì được, đây là cái màn hình của giáo viên ha, đó màn hình của giáo viên. Đây là giáo viên là Minh Hoàng ha, giáo viên đó. Rồi
đây là màn hình của giáo viên nha. Ok, thầy sẽ chỉ cho mấy em cái màn hình giáo viên ở đây. Màn hình của giáo viên, giáo viên ha. Ok, cái màn hình này á, thì mấy em phải học bài dựa vào cái màn hình này, là mấy em sẽ gì thấy được giáo viên dạy. Ví dụ này, giáo viên đưa chuột qua đưa chuột lại làm việc giáo dân dạy ha. Rồi giả sử như em, mà em là con chuột của em đây, con chuột của em cần điểm này không hiểu thì em chỉ vô, ví dụ điểm này không hiểu à, cái file là gì em chỉ vô, thấy không? Thì đó nó có cái biểu tượng màu xanh này này, là cái chỉ vô file, là giáo viên thấy mình đang chỉ vô chữ file, đúng không? Giả sử như em muốn chỉ vô nút này là hỏi là cái gì, thì em nhấn vô một cái nó có biểu tượng màu xanh, là ở đó là giáo viên thấy là em đang chỉ cái đó, giáo viên giảng cho em ha. Ok, rồi cái màn hình giáo viên này em có thể vậy, nếu em phóng to hết màn hình vậy thì em thu nhỏ lại được hết. Rồi giáo viên nói chuyện thì em nghe được tiếng, nhưng mà em nói chuyện đầu tiên giáo viên sẽ không nghe được, vì mặc định khi mở lên là cái micro của em nó tắt. Vậy thì cách mà em đặt cái micro của em lên để em nói chuyện giáo viên như sau. Em nhìn bên góc phải này, thấy không, nó có cái biểu tượng mũi tên, kéo ra thì nó màu xanh, đưa vô có mũi tên thì em nhấp vào đây, thì em một cái bảng, trong cái bảng này thì em nhìn này, nó có cái một audio, thấy không, audio trên này, nhấp vào audio, nhấp vào thì nó hiện ra cái micro với dấu chéo, có nghĩa là micro đang tắt, thẳng đi nhấp lại. Bây giờ em muốn nói chuyện giáo viên thì em sẽ chọn cái micro này, lúc đó sao nó kéo cái con cái gà này lên tới tối đa, thì lúc đó em nói chuyện là giáo viên nghe được. Nhưng lúc giáo viên mà giảng bài nếu như cái nhà của mình mà ồn ào, có con nhỏ hay là có cái gì đó mà em để micro này, thì âm thanh của em nó truyền tới máy của thầy giáo thì sẽ ồn. Cho nên lúc giảng bài thì em tắt cái micro của em đi, là lúc đó em nói sao em nói, giáo viên không có nghe. Rồi khi nào giáo viên hỏi bài em A có hiểu không, lúc đó em bật micro lại, em nói em hiểu bài đó, hoặc là em hỏi bài gì đó thì em bật micro em lên, đúng không? Nếu xong rồi thì em nhấn nút mũi tên, nó ẩn vào bên này, vậy là xong, cái phần micro của mình là ok, đúng không? Rồi còn thêm chức năng nữa là ví dụ như em có cái file gì đó em muốn gửi cho giáo viên, là em vô cái file này đó ha, em kéo cái file em thả vô drop here, là em gửi file gì, ví dụ thầy gửi như sau đây, em gửi cái file new của mình, em kéo file này em bỏ vô trong mục drop here này, ok, là lúc đó cái file này sẽ truyền tới giáo viên, đúng không? Đó là gửi file giáo viên. Ok, tiếp tục như sau, em muốn nhìn cái mặt đưa giáo viên thấy cái mặt, dù giáo viên có yêu cầu về em á, là em mở webcam lên để xem có phải em học không. Có nhiều lúc mà em là nữ mà mới học mà sao chứ mở webcam lên thấy thằng cha nào không biết, cho nên là bây giờ á mới dạy thì em sẽ hỏi thấy mặt em, là em nhấp vào webcam, em bấm vô chéo webcam đây, lúc đó nó thấy cái mặt em đó, nhìn này đó, thấy mặt em như sao, ồ thấy chưa, ồ đây là mặt của em đó. Em tắt cái cam đây là xong nha. Rồi tiếp theo là điện thoại. Vậy thì cơ bản chức năng của em là em audio em tắt và mở. Còn cái loa của em này, nếu em tắt như thế này á, thì em cũng không nghe được giáo viên nói, cho nên em phải mở hết đát luôn. Rồi sau đó cái phần này này, cái phần cái máy của em là máy tên Dell đi, thì em có thể đổi tên, đổi tên này edit vô, em đổi tên của em, ví dụ em đổi tên em là tên tên Hòn ví dụ ha, enter vậy cũng được đi ha, đổi cho giáo viên dễ nhận ra em, chứ em không đổi tên nhá, là giáo viên thấy cái tên mỗi người á, là mỗi tên, ví dụ như máy đây cũng đeo, máy kia đeo, máy kia đeo, chứ ba cái đeo chứ giáo viên không biết tên nào. Nhưng mà để thuận tiện hơn là các em đổi tên trong máy của em luôn, thì hướng dẫn các em đổi tên ha, như thế này. Đổi tên trong máy của mình như sau, thầy hướng dẫn luôn. Rồi rồi đổi tên trong máy của mình đây, cách học online cách một
là đổi tên máy tính của mình là tên mình cho giáo viên dễ hiểu. Rồi sau cách 2 hãy đăng nhập vô ha. Rồi ok, đổi bằng cách như sau. Chúng ta làm như sau. Ở Micromotor này, chú ý cái Micromotor này nó khác nha, nó khác cái Micromotor kiểu này này, có hai loại. Nếu mà em chơi kiểu code này á, này nhìn này, có hai loại Micromotor dùm ha, nhìn ha, đây sự khác biệt hai loại Micromotor như sau. Nó khác ở đây, có nhiều lúc á em bị như vậy, có những em có cũng Micromotor thì nó nhấp phải vô Micromotor, chứ có những em nhấp phải vô đúng cái Micromotor này là nó ra cái Brot, nhấp vô Brot nó ra cái bảng này là bảng STEM đúng như thầy. Cũng có những lúc thầy nói em nhấp phải vô Micromotor, nhấp vô cái này Brot nó ra cái này, khác nhau Micromotor. Khác nhau ở chỗ mấy em nhìn này, vậy thì cái Micromotor mình không có cái dấu tích nha, này đúng, cái Micromotor có dấu tích là sai nghe. Rồi nhấp phải chuột, nhấp này phải chuột và Micromotor, computer cũng được ha, chú ý ha, không có dấu tích, không có cái dấu cho mũi tên này ha, mũi tên này ha, dấu tên này ha. Bấm sẽ kỳ tên ha. Rồi đây không cái này thì chắc phải chuột vô, em sẽ chọn dùng thầy cái property ha. Ok, chọn property, chọn property này, chẳng biết chỗ nào vô máy này, row này rồi. Khi đó chúng ta có như sau, chọn xong nó hiện ra cái bảng này, bảng STEM. STEM nhìn nè, máy nhìn này nó là computer name là BT. Nhiều lúc các em là computer name là Dell hay là gì đó lung tung hết ha, rất là nhiều thứ. Vậy thì bây giờ mấy em chọn vô cái mục này nè, change setting ha. Setting lúc này em nhìn này, em chọn vô change tiếp tục này, to rename Dicker motor, rename nha, Dicker motor thay đổi. Đây ở đây em thay đổi vô, em đổi tên em, ví dụ em đổi tên là tên Hòn gì đó ha, rồi với em ok ha. Ok rồi, ok đó, nó nói là cái tác dụng nó là khi ta lại máy tác dụng thì em ok luôn ha. Rồi xong rồi, nhìn này, full computer name là tên Hòn đúng không. Rồi xong rồi chứ em cloud đi, rồi nó nói rita hay không. Rồi bình thường em cứ rita lại máy đi nha, còn thầy thì không rita lại, rita lại em chọn cái này nha. Là khi rita lại máy thì cái chỗ tay computer này nó hiện là chữ Hòn. Khi đó chúng ta mà đăng nhập bước 2, đăng nhập key và đăng nhập vô link này thì cái chữ này nó hiện chữ Hòn luôn, khỏi cần đổi tên ha. Ok cho nó giỏi. Rồi xong rồi thì chúng ta đã học được bài học. Khi mà thầy nói bắt đầu dạy học thì chúng ta sẽ bật màn hình của thầy lên. Đây, đây là màn hình của giáo viên, bật lên học, nghe giáo viên giảng. Rồi khi nào giáo viên làm bài tập đi thì em hãy ấn màn hình của thầy xuống, thì em làm thao tác của em. Ví dụ thao tác em như thế này, làm việc gì cũng được. Làm thao tác em làm, mở AutoCAD lên xài làm việc. Rồi học thì em bật cái mục này lên của em, nghe giáo viên giảng. Ok, vậy thì mình đã hướng dẫn cho mấy em cái cách mà học online chung với giáo viên ha. Còn khi nào mà em có cái đang giảng bài mà em cần cái hỏi gì đó thì em có thể nhìn như sau. Em mở cái Skype đây, đây là Skype. Em hỏi thì em sẽ nhấp chọn vô cái tên giáo viên, ví dụ giáo viên của mình tên gì thì nhấp chọn vô, ví dụ như BHT đi ha, là tên của thầy, ví dụ đây thì em nhấp chọn liên tục vô cái này. Xong rồi em sẽ thấy cái hiện biểu tượng lên có cái dấu mũi tên này ha, cái này cũng được, cái này cũng được, nhấp vô ví dụ nhấp vô đây ha, đó em gọi, khi đó em gọi thì nó sẽ ra lúc này đó. Ok vậy đi ha.
em gọi xong là giáo viên nháy hoặc hạt nhánh lúc này cũng được luôn. Lúc này thì lúc gọi nó gọi thì giáo viên sẽ bắt máy và nói chuyện với em. Có thể là như thế nào, có thể là em sẽ không có gọi nhưng mà em nhắn tin, ví dụ như em nói thầy cho em hỏi ha, cho em hỏi enter, vậy là bên kia thầy sẽ nhận được và thầy sẽ dừng bài giảng rồi thầy trả lời cho em vậy đi ha. Rồi ok, vậy là cái thao tác mà mình hướng dẫn mấy em học online đầy đủ rồi. Khi học thì mấy em làm bài, mấy em thấy cái này chót quá nhắn mũi tên này, nó sẽ đưa vào trong, vậy là xong ha. Ok, chúc mấy em học tốt, nhớ dùm ha. Đây là những cái thao tác mình học, mấy em không biết thì đi lại. Bước 1 đổi tên, mà cái này chỉ làm một lần thôi ha, chỉ làm một lần, lần sau nhớ ha, chỉ làm một lần. Lần sau nó tự có, nó tự nhớ ha. Rồi nó tự nhớ rồi. Chúng ta như sau, ban đầu tiên là muốn học online, một là đăng nhập vào Ski rồi vào cái nhóm mình đang học và nhấp vào cái link này đó, nhấp vào cái link của thầy cho, xong rồi chọn mở ứng dụng. 3 là chọn mở ứng dụng ngồi, mở ứng dụng ngồi. Rồi vậy là đã thấy ha, thấy được màn hình và nghe giáo viên giảng bài. Ok, vậy là cái thông tin mình hướng dẫn cho mấy em vào lớp là như thế này. Em nào bằng ấy thì ghi lại ha. Cảm ơn mấy em, chúc mấy em thành công.